Kính chào các bác. Gió biển hôm nay đang trên chỗ khu vực Pháp Vân đó, lên thành phố chơi tí các bác ơi. Đây rất là nhiều những chiếc xe mang biển Hà Nội và biển 34. Khu vực này thì sẽ kết giao xuống đường cao tốc. Có lẽ rằng là ở chỗ này thì là một cái điểm rẽ. Ở phía dưới này là một cái hầm cầu để vòng lên chỗ khu vực đường vành đai trên cao. Đó. Bây giờ gió biển sẽ đi vào cao tốc để đi về quê. Thỉnh thoảng lên Hà Nội giải ngố tí các bác ạ. Phương tiện chỗ đoạn này thì là cấm xe máy rẽ vào. Nhiều anh em lại cứ rẽ xe máy vào đây thì không hợp lý. Sáng sớm ra mà đã thấy xe cộ ở phía kia khá là đông đúc rồi. Hôm nay thứ hai. Rất là nhiều bác khai nhầm ở cái điểm này nhá. Điểm này là khi mà thả dốc cầu từ phía bên trên xuống thì là đi thẳng. Đấy. Và đi nhầm ở vạch xương cá kia là sẽ bị công an tóm. Đó. Đây này. Đi thẳng đây là cầu rẽ, đằng kia này lại vòng vào thành phố. Ok mọi người. Hà Nội thời tiết khá là đẹp và có lẽ là cái hiệu ứng nhà kính đang không tốt nên cái không khí nó có gì đó nó như sương mù vậy. Và đây thì đã được chạy một cách thoải mái từ tốc độ tối thiểu 60 và tối đa là 100 km/h. Rất tuyệt vời. Chỗ này có một số đoạn cao tốc mà rất là sốc. Khu vực này thì được làm rất là quy củ. Gió biển thấy là có một cái điều hay, đó là rất giống ở bên Nhật. Và ngày trước thì gió biển cũng đi sang Nhật Bản rồi. Người ta che những cái tấm biển này, những cái tấm tôn này để chống ồn cho vị trí xung quanh. Và thứ hai là chống bụi. Thật ra thì bụi thì cũng chẳng có mấy đâu. Ở chỗ khu vực đường cao tốc không có bụi mấy. Và phía bên trên kia thì là chống ồn là đúng hơn. Tại vì ở đây thì có rất là nhiều những cái tòa nhà chung cư. Rất là nhiều tòa nhà chung cư. Hiện tại thì camera gắn rất là nhiều ở trên cao tốc. Anh em là chạy quá tốc độ là dễ bị dính chưởng. Chỗ này thì tới kia là sẽ bị công an tóm ở chỗ trạm thu phí Pháp Vân cầu rẽ. Anh em chạy quá 100 ở cái tốc độ này nè, ở cái con đường này thì sẽ dễ bị tóm. Bởi vì camera nó sẽ truyền hình ảnh về phía bên kia. Video này thì chia sẻ mọi người một chút về Hà Nội, đoạn chỗ Pháp Vân. Xin chào và hẹn gặp lại.